Dạ, xin chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với clip mới nhất của kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay cũng là một cái địa điểm quen thuộc của chú, nhà vườn cây kiểng Thanh Nhàn ở Vĩnh Bình của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay nhà vườn lại tiếp tục giới thiệu cho mình một số cây giống như mỗi khi nữa hay cô chú. Thì hôm nay đặc biệt có những cái cây hồng ngọc mai mà có sửa sẵn rồi cô chú. Giờ về mình chỉ việc thay chậu mình chơi thôi. Và một số trang sen em nhà cũng mới lấy về. Thì con mời cô chú cùng gặp lại em nhà. Rồi anh chào nhà ơi. Dạ. Rồi chào anh Khánh nha. Chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay shop mình cũng tiếp tục lên giới thiệu đến cô chú một số tác phẩm cây kiểng quen thuộc của nhà vườn, gồm có trang vàng, trang sen, hồng ngọc mai có bẻ sữa rồi và hồng ngọc mai thuần chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị vào xem chi tiết cái clip ngày hôm nay. Rồi. Thì đầu tiên nó cũng là một cái cây trang vàng lá nhỏ, hàng ấm tàn nha cô chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ ha. Mã hôm nay là mã quy nha. Mã quy. Cho mình lộn cô chú. Tránh lẫn lộn cô chú anh chị, mình nhớ cái mã với cái số giùm. Rồi. Rồi, cây số 1 là trang vàng, hàng thuần chậu. Sữa ấm tàn rồi cô chú anh chị, hoành là 20 cô chú anh chị. Rồi hoành 20. Tàn là rất là mịn màng cô chú anh chị. Chiều cao như đây. Cao là 19 cm. Vuông tán ngang là 29. Rồi cây này thì một cốt to ha. Cốt to, cốt chi nó rất là đẹp. Cốt nó rất là mịn màng, rất đều cô chú anh chị. Rồi. Cây này mà cho thêm vài cái bông nữa ha, rất là đẹp nha cô chú. Rồi giá luôn em ơi. Cây này có bán không ạ? 1.400.000 bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Dạ. Mã Q1. Q1. Dạ. Lá nhỏ nha anh em, mã là Q2. Rồi, mã Q2 ha. Dạ. Rồi. Hoành nó là 21 nha cô chú anh chị. Vàng lá nhỏ nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ, cao là 18 cm. Rồi, cao 18. Rồi, cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 600k ha. Dạ. Này nó có dáng siêu siêu lắc lắc ha cô chú ha. Đó. Rồi, rồi đổi luôn em ơi. Trang vàng lá nhỏ. Mã này là Q3 nha cô chú anh chị. Q3. Cây trực lắc. Trực lắc. Rộng chữ C ha. Đế này cô chú ơi. Đế rất là nở luôn. Đế đều đẹp nha cô chú anh chị. Hoành nó là 23 cm nha cô chú anh chị. 23. Cao là 16 cm. Rồi. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi 750k. Rồi. Tiếp theo là mã Q4 nha cô chú anh chị. Q4. Rồi cái này là nguyên một cục vậy luôn ha. Chân cành lùng lực, chân cành khéo luôn cô chú anh chị. Cái này cũng mầm ha. Rất là mạnh nè. Rất là mạnh luôn cô chú ơi. Hoành là 21 cm nha cô chú anh chị. Cây lùng lực rất là to, cao là 12 cm. Có cành đều, cây này mình lạp tàn ra giống như cái phơm cây đầu liếp vậy đó cô chú anh chị. Rồi, rất nhanh chơi em ha. Dạ, giao lưu là 650.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, rồi. Xin đổi cây luôn cô chú anh chị. Xem clip chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ha cô chú, để và nhấn chuông thông báo để mình nhận những cái clip mới nhất. Rồi. Từ nhà vườn ha cô chú. Mã Q4 nha. Q4, bây giờ tới trang sen em ha. Rồi, cây này hoành ngay đây là 16 nha cô chú anh chị. Này là trang sen nha cô chú. Nồi đế này là 40. Cao là 22 cm nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình có thể rút lùng lực được luôn. Củ tròn do trang sen. Dạ. Sen nuôi củ đế cô chú ơi. Củ lúc nào nó cũng tròn do vậy nè. Cái này giao lưu là 350.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi 350. Đó là Q4. Tiếp theo là Q5 nha cô chú anh chị. Q5. Cây cũng một cốt ha. Cái này nó giót ngọn luôn cô chú anh chị. Rồi, cái này hoành là 15. Về mình tùy thích mình cắt lại nha cô chú. Cao là 22. Mới cắt sơ sơ thôi. Này mình nói dọn sơ sơ thôi cô chú anh chị ơi. Nồi đế là 30. Lô mới về. Q5. Rồi Q5. Này giao lưu cô chú anh chị mình cũng 350.000 bao phí ship toàn quốc. Trang sen thì bông đẹp lắm cô chú. Dạ. Nâu tàn. Đó. Bông nó nhuyễn đẹp lắm. Q5. Bây giờ là Q6 ha. Q6 nha cô chú anh chị. Cái này cắt lùng lực lại được luôn nè cô chú. Nguyên một cục trồng gió ở dưới này ha. Rễ thì cắm xuống thôi. Rồi hoành là 16 nha cô chú anh chị. Rồi hoành 16.
cao là 22. Giao lưu cô chú anh chị phôi này 400.000. Bao phí ship 400k. Dạ. Rồi. Rồi, đổi giúp anh luôn. 400k. Máy điện thoại lên giùm em. Tiếp theo là mã Q7 nha cô chú anh chị ha. Cái phôi này rất là đẹp nha cô chú. Cổng đế to to không ha. Đây. Dán nó lùng lực luôn cô chú ơi. Cái dách nó nở chè bè luôn. Dách chữ A nở chè bè luôn. Hoành là 16cm nha cô chú anh chị. Nồi đế nó là 35, đế đều đặt luôn cô chú anh chị ơi. Này mình nhìn cao hai bên luôn 15cm dạ. Rồi, trang xe. Giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000 bao ship toàn quốc. Cái dòng này nó lâu lớn lắm nha cô chú. Dòng này nó lâu lớn hơn là cái đỏ với vàng ha cô chú. Rồi. 450 em ha. Q7 nha cô chú anh chị. Rồi, Q7. Rồi, đổi luôn. Rồi, Q8 của chú anh chị. Đây. Cái này thì có thốc thân nhẹ ha. Đây, cây này rất là sạch sẽ cây cô chú. Q8. Hoành nó là 13. Rồi, hoành 13. Nồi đế là 31 nha cô chú anh chị. Cao là 18cm. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 300.000, bao phí ship toàn quốc. 300k hả? Dạ. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Đế cũng đều, ai mình cui đất chưa sạch nè cô chú anh chị ơi. Đế nó cũng đều đẹp nha. Mã là Q8. 300k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, tiếp theo là mã Q9 nha cô chú anh chị. Không cây nào giống cây nào chứ hả cô chú. Cái này mình rút lại cũng được. Có đặc biệt ha, này rút lại. Đo cái hoành ngay cổ ghế nó là được 17 nha cô chú anh chị. Cái eo này là 13. Cao là 16cm nha cô chú anh chị. Cái dòng này thấy nó cũng mạnh em ha. Dạ, dòng này rất là mạnh. Nó phúng ra hết trơn hả? Dạ, Q9, giao lưu cây này 350.000, bao ship toàn quốc. Này nó rất là mạnh cô chú anh chị. Trang sen này nó nuôi nó nhanh thành phẩm lắm. Rồi, 350. Dạ. Q10. Đó là mã số Q10 nha cô chú anh chị. Ha. Cái này đế nôm cao ha. Để nôm cao cũ dốt. Rồi. Dán trực dốt ngọn luôn cô chú anh chị. Đây. Đế nè. Còn nó là 14 nha cô chú anh chị. Mình chơi bonsai thì cái bộ đế nó quan trọng là 30. Dạ, cái cây này đế rất là đẹp. Mình cao là 17cm nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cũng giao lưu là 350.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 350k. Q10. Rồi, xin đổi cây. Tiếp theo là Q11 cô chú anh chị ơi, cũng là trang sen luôn. Muốn chi tiết hơn hoặc là muốn rõ hơn thì mình cứ kết bạn Zalo ha. Dạ. Này nhàn sẽ cung cấp thêm. Và những cái dạng còn nào tại đó vị trí cô rể này nó là 16 nè cô chú anh chị. Thì nhàn sẽ lựa cho mình ha cô chú. Nồi đế là 32. Cao tổng nó là 24. Cây này mấy cây này mình rút lùng lực rất đẹp cô chú anh chị. Tại mình để chiều cao như cô chú anh chị mình thích chơi tông cao ha. Rồi. Cây này giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Nhà vườn thì không có gì ngoài những cái phôi hả? Dạ. Nhiều phôi và rất rất nhiều phôi ha cô chú ha. Đó. Cây này cũng vậy nữa cô chú ạ. Cây này mấy cái cọng rễ nó tuy rằng nó ấy nhưng mà nó rất là to ha em ha. 10 Q12. Dạ, một cốt. Cây này rút lùng lực rất đẹp cô chú anh chị ơi, không cần chơi cao gì đâu. Mấy cọng đế rất là quá vậy ha. Hoành nó là 18cm nha cô chú anh chị. Hoành 18. Rồi. Nồi đế 35. Cao tổng nó là 26cm. Cái cây này cắt xuống chừng cắt xuống, chừa chừng nhiêu cái, vậy được. Lấy cái này làm cái tàn phóng được ha. Đó. Hoặc là tắt ngang đây như là vừa. Rồi. Rồi giao lưu cô chú anh chị mình phôi này là 500.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 500k ha. Dạ. Yeah. Rồi xin đổi cây luôn. Rồi tiếp theo Q13. 13 ha. Cái này cũng đế nôm cao cô chú. Cộng đế to. Nôm cao. Mấy cái này chơi bonsai là thích hợp. Hoành nó là 17 nha cô chú anh chị. Cũ là 33. Cao tổng nó là 18 nha cô chú anh chị. Mã số Q13. Chơi bonsai rất là đẹp. Giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Q13 ha. Dạ. Đây, trang sen nha cô chú. Q14 cô chú anh chị. 14. Này chân cành cũng đều hết trơn ha. Hoành là 18cm nha cô chú anh chị.
cao là 22, đế nó là 29 nha. Cũng giao lưu 450.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 150 quy 14. Mình tới vườn hoặc là mình lấy nhiều cây thì có giá khác nha cô chú. Đây là nhà vườn cho nên là giá rất là mềm mại, giá rất là quy 15 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành là 15 luôn nha cô chú anh chị. 15 ha. Cao cũng là 15 luôn. Okay, okay. Rồi giao lưu cô chú anh chị mình là 350.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mã rồi, số là Q15. Giá rất là mềm mại dễ chơi cô chú ơi, 350 thôi. Tới nhà có một cái phôi đẹp cho mình chơi luôn. Q16 nha cô chú anh chị. Cây này cũng rất là lực cô chú anh chị. Đó. Chân cành đều hết trơn. Rất nhanh chơi cô chú, nếu mà mình chơi tứ diện ha. Hoành nó là 17 nha cô chú anh chị. Rất là nhanh luôn. Hoành 17. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số là Q16. Q16. Cô chú anh chị mình mà xem clip có gì không rõ mình kết bạn Zalo cô chú anh chị mình gửi hình ảnh lại cho cô chú anh chị nha. Rồi. Q17. Q17 cô chú anh chị. Cây này, cũng cây này rất là lực cô chú anh chị. Rất là lực. Càng sen nó lâu lớn lắm nha cô chú. Cho nên so với vàng với đỏ thì mình không có so sánh được ha. Này hoành nó là 16. Vậy là to đó em ha. Dạ. Cái củ vậy là to ha. Rồi đế nó là 25, củ đế đặt 25 cô chú anh chị. Rồi. Cao là 24 cm nha. 24 cm. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 500.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 500k. Dạ, Q17. Rồi. Q18 nha cô 18. Chú anh chị. Cái này cũng khá đặc biệt ha, chân cành nó đóng từ ở dưới cái củ đế luôn. Cây này đế nó còn nữa nè cô chú anh chị ơi. Cái này mình chưa khai thác hết chưa khai thác hết mới tới cái mặt đế nó. Hoành này mình kể 19 nha cô chú anh chị. 19. Cao là 19 luôn. Cây này thì xin giao lưu là 500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 500k. Dạ, Q18. Rồi, xin đổi cây. Đổi giúp anh luôn. Q19. Q19. Đây một cây cái củ đặc sệt ở dưới luôn em ha. Nở chè bè luôn cô chú ơi. Cây này rất là đặc biệt. Đó. Rất là đặc biệt luôn ha. Cây này hoành tại vị trí này là 16 nha cô chú anh chị ha. Cổ rễ nó 16 nha. Nồi đế là 28. Cái eo nhỏ này nó 10, tại cái dòng trang sen là cái eo nó bóp lại gì đó cô chú anh chị. Cao là 20 cm nha. Nó nuôi cái củ cái đế không à. Thôi này mình giao lưu là 400.000, bao phí ship cô chú anh chị ơi. 400k. Q19. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo 20. Q20 nha cô chú anh chị. Cây này cũng đế nó cũng đẹp luôn cô chú anh chị. Lô này sắp đế hả? Rất là đạt. Hoành nó là 16 tại vị trí này nha cô chú anh chị. Cao là 21. Rồi. Đế cũng rất là đẹp nha. Thôi này giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 400k. Q20. Rồi, xin hỏi cây. Rồi, 21. Q21. Mấy cái form này cắt lùng lực nó rất đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi. Cây này nở đều bốn mặt luôn ha. Dạ. Dốt lên còn có chút xíu, chân cành đóng đều rang hết. Đó. Đây. Q21. Đóng đều rang hết nha cô chú. Hoành nó là 15 nha cô chú anh chị. Nồi đế này là 30. Cao 22 cm nha cô chú anh chị. Thôi này giao lưu cô chú anh chị mình là 500.000, bao ship toàn quốc luôn. Cây rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cây dốt rất là đẹp luôn. Rồi, xin đổi cây. Đầu dốt chuột luôn. Q22 mình chuyển qua Hồng Ngọc Mai cô chú anh chị ơi. Đây. Tới Hồng Ngọc Mai em ha. Hồng Ngọc Mai có sữa tàn ha. Hồng Mai có sữa tàn. Đó, cũng từ phôi lên đó cô chú. Phôi từ cây phôi thứ mình giao lưu đó cô chú anh chị. Phôi sắp đế đó. Hoa nó này thấy cô chú ha. Đó. Cây này đế đẹp ha. Rồi. Cái này là demo sẵn trong cái chậu luôn em ha. Ta chậu đẹp mình luôn. Mình vô chậu giờ là vậy nè cô chú. Hoành nó là 10 nha cô chú anh chị ơi. Rất là dễ thương luôn.
cái nồi đế là 33 rồi, cao tổng nó là 22 cm rồi, phun tán ngang nó là 24 đó, cây đang hoa của chú anh chị ơi. Rồi giá luôn em ơi, cây này vừa cây vừa chậu luôn là giá sao? Bao ship là 550.000. 550k ha. Dạ, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cũng mới nước dậy đầu thôi nha cô chú, nhưng mà cũng ấm tàn hết trơn ha. Đó. 550.000 bao phí ship toàn quốc. Rồi, xin đợi. Rồi, đổi ba lô. Rồi. Đây này là Q23. Q23. Rồi. Chọn xe hết trơn ha. Quanh nó cũng là 10 nha cô chú anh chị. Cao là 20. Tán ngang nó là 24. Cái này mình về mình vô chậu cái mình môi đế ra em ha. Dạ. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi, rồi xin đợi các em ơi. Q24 cũng là một cây hồng ngọc mai sắp đế luôn. Này cũng mới sửa thôi nha cô chú. Hoành nó là 8. Cao là 19 nha cô chú anh chị. Tán ngang nó là 24. Q24 nha cô chú anh chị. Cái này mình vừa chơi bông chơi trái luôn nha. Giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, 400k em ha. Dạ. Rồi. Đổi cho mình luôn. Rồi, tiếp theo là mã Q25 cô chú 25. Anh chị. Cây lùng lực. Đây. Này đế nổi rõ luôn ha. Lùng lực có chút xíu cô chú ơi. Cái thân nó chỉ mấy xăng thôi. Quanh là 11 nha cô chú anh chị. Cao là 20. Cao 20. Phun tán ngang là 24 nha cô chú anh chị. Rồi. Giao lưu là 450.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 450k em ha. Dạ. Cái này mà cho bông với trái nữa ha. Cỡ chục cái trái ha, chín đỏ thôi. Nhìn rất là đẹp của chú. Đây. Rồi mã Q26 nha cô chú anh chị. Q26. Mã tứ diện ấm tàn hết. Rồi, mini để bàn rất đẹp cô chú anh chị ha. Quành nó cũng là 11. Rồi quành 11. Cao là 20. 8.025 nha cô chú anh chị. Mấy cây này mình về mình chơi hết đợt bông cái mình tỉa, mình cắt rút rồi. Vô cô chú anh chị đặt tàn rất là đẹp. Rồi giá luôn em ơi. Vô luôn là 500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 500k. Dạ. Yeah. Ship toàn quốc luôn. Rồi cô chú mình lấy thêm từ 2-3 cây trở lên là có giá mềm mại hơn nữa đó cô chú ơi. Rồi Q26. 26. Rồi tiếp theo luôn em ơi. Rồi mình thêm mã Q27 thì mấy cây này cũng nuôi chưa sửa được, cũng rồi. Từ từ sửa được nha cô chú anh chị ơi. Này khoảng tầm tháng 2 tháng nữa, hồng ngọc mai cũng rất là nhanh. Y ghê như mấy cây đã sửa rồi ha. Nhưng dạ. Cái này thì chi cành hoành nó là 12. Rồi, về nếu mà cô chú thích thì cao là 20 nha cô chú anh chị. Đó, cũng dòng đế đẹp luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi giá luôn em ơi. Cây này giá là 400.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 400k ha. Đó. Này thì giá nó rẻ hơn cô chú tại vì mình chưa qua chỉnh sửa. Qua chỉnh sửa thì tiền công sửa với tiền dây rồi hả, nó thêm. Rồi cây này đế cũng rất là cây đẹp. Cây này đế đẹp mà cũng rất là to đây cô chú anh chị ạ. Cây này tầm không bao lâu nó sửa được rồi cô chú. Hoành là 14. Đế đặc luôn. Cao 24. Quân tán ngang là 25 nha cô chú anh chị ạ. Cây này là Q28 nha cô chú anh chị. 28. Đây. Cây này giao lưu là 450.000, bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Cây này có cái củ đế rất là đẹp, rất là khéo nha. Đế đặt luôn em ha. Đặt kẹo không có chống chỗ nào hết. Mặt này nó đều, rất là đẹp. Rồi xin đổi cây. Mai mốt mấy cái đó nó to ra là bích luôn ha. Nó tràn nó bích luôn cô chú ơi. Cây này Q29. Cây này cũng rất là độc nè. Cây này 29 ha. Cây này ra form cây cũng lùng lực ha. Đế lùng lực mà đế khéo, cây to của chú anh chị. Cây này hoành eo nó là 12 nha. Nồi đế nó là 35. Cao là 22. Tán ngang nó được 25 nha cô chú anh chị ơi. À, cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000, bao ship toàn quốc. Mã Q29. 29 ha. 400k.
bao phí xếp. Rồi, quy 30. Quy 30 nha cô chú anh chị. 30. Cái này phong cao. Quanh là 9. Cao tổng là 25 nha cô chú anh chị. Rồi. Mai. Cây này thì giao lưu là 350.000. Bao phí xếp toàn quốc cho cô chú anh chị. Quy 30. 30. Rồi. Xin lỗi cây. 31. Rồi, mã quy 31 nha cô chú anh chị. Cây này cũng là mã cuối của cái clip ngày hôm nay cô chú anh chị. Cuối luôn em. Dạ. Rồi. Cây này đế cũng đều lắm nha cô chú. Mình trồng nó hơi lấp. Hoành nó là 10. Xíu. Tại vì cây gốc cao đế nó 25 nha cô chú anh chị. Gốc đế này mình trồng hơi sâu một chút. Rồi. Hồi này giao lưu là 350.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cô chú yên tâm trồng này, không có. Cây này thì nó sống khỏe rồi, về mình thay chậu đẹp, mình nuôi thời gian nó vô dây bẻ sữa cô chú anh chị. Rồi, cũng là cây rồi, cuối hôm cây nay. Cây cuối của em. Clip ngày hôm nay. Rồi. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ shop trong thời gian qua. Thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Rồi. Rồi, chào anh Khánh, chào rồi, cô chú anh chị. Kết thúc ở đây ha cô chú. Cô chú nhớ đăng ký kênh để theo dõi em Nhàn nữa ha cô chú. Tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo với nhiều cây phôi và nhiều cây bonsai đẹp nữa. Chân thành cảm ơn.